Em ơi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha. Video này em sẽ cập nhật về cái dự án là SEIZZ, cái dự án là xích anh chị. Thì cái thứ nhất á, là em cập nhật về cái vấn đề hiện nay. Thì hiện nay trên các hội nhóm á, có một số cái anh rớp là họ bảo như thế này. Là cho chúng ta làm anh trên Telegram á, để chúng ta nhận về cái đồng là xích hay là gọi là SEIZZ đó anh chị thì em nói cái 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 dự án xích này tổng cung nó 68 triệu nó đốt 12 triệu nó còn 56 triệu thôi và cái đội ngũ của họ là tập hợp những công ty lớn Microsoft Google và Facebook nha Đây là cái dự án rất là hot trong thời gian gần đây đó thì bên cạnh đó sẽ có những người người ta chụp lại nên em muốn nói như thế này cái dự án xích này là hiện tại là chúng ta chỉ đào được trên cái APK hoặc là trên cái web thôi không có Android trên Telegram nha. Anh chị lưu ý nha. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai nè. Cái dự án mà xích chúng ta đang đào á. Là nó là chạy trên cái mạng TRC20. Tức là cái mạng Tron Còn ở cái Android này anh chị thấy phía trên bên trái nó có cái chữ là BEP20 không? Là nó chạy trên cái mạng BEP20 là nó hoàn toàn nó khác. Nó hoàn toàn nó khác nha. xích này là cái, cái 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 trên telegram này nè em cho anh chị thấy nè đây là cái giả mạo nè nó nó nhái của cái dự án mình đang làm thôi nên anh chị phải xem xét kỹ lại cái thứ nhất á là chúng ta chỉ đào được solo hoặc là chúng ta giới thiệu bạn bè người thân thì chúng ta tăng tốc độ đào trên cái web hoặc trên cái APK của cái dự án xích này ha ngoài ra là không có trên telegram hay là không có trên bất cứ một cái nào khác và đặc biệt nó chạy trên cái mạng tròn nha rồi cái dưới đây nè cái chỗ anh chị thấy là chữ sei.co không đây là cái tên miền nó khác còn cái tên miền mình đang đào là sei.com nha nó nên anh chị lưu ý cái này là chúng ta bị mất tiền nè à. nếu mà anh chị nào tham gia vào để chúng ta nhận cái đồng này là chúng ta sẽ tốn ga tốn phí này kia và chúng ta phải tốn bình bị đó nói chung là là cam nha đó rồi thì hôm nay á là ngày 14 tháng 10 em muốn cập nhật cho anh chị nhanh luôn tức là ngày mai ngày mai là ngày 15 tháng 10 năm 2022 là cái dự án xích này sẽ mở c thì chúng ta KC xong chúng ta sẽ được rút chúng ta sẽ được mở khóa cái đồng này và chúng ta có thể rút về quý hâu hoặc chúng ta để trên cái app đó luôn cũng được và tới cái ngày 20 tháng 10 là họ sẽ mở một cái sàn anh chị thấy mà set exchange rồi tới cũng ngày 20 tới ngày 22 tháng 10 á là chúng ta sẽ là mở set rút tiền mặt tức là giao dịch được ha rồi này ngày 22 tháng 10 luôn là sàn giao dịch phi tập trung mở rồi ngày 25 là bật chuỗi chéo BSC ngày 27 là khai thác Fox Nói chung là cái lịch này nó khá là ok và em thấy đi đúng lịch trình rất là nhiều. Đó, nên là em cũng nói lúc đầu lập dự án là cái kèo này khá là ngon nha. Anh chị không nên bỏ qua kèo này. Đó, rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái gì ạ? Chúng ta sẽ vào cái APK nè. Cái ABK là nó có màu nha anh chị. Còn cái web á, là nó sẽ không có màu nha. Cái web nó màu đen thôi. Rồi. Mình vào cái APK này. Thì nói chung thông tin về đăng ký, cũng như là nạp tiền mua IDO hay là mua nạp tên này kia là em cứ để liên quan với phần mô tả anh chị nào thấy ok thì chúng ta vào chúng ta xem đó để chúng ta nắm thêm ha còn không thì thôi nha mọi người ở đây nè như em cái tốc độ đào nè như em có được anh chị ủng hộ thì em có được nhiều một chút còn anh chị đào solo nó rất là ít nên cái việc mà làm trên telegram nhận 600 700 cái đồng xích này á, là nó cam không có đúng anh chị lưu ý cho em nha đó rồi thì ngày mai hoặc là chiều nay có thể là họ sẽ thông báo trên cái chuông phía trên bên phải nè chúng ta vào đây chúng ta xem coi là họ thông báo họ cập nhật cái gì cách là cây xe thì sao thì em cũng sẽ cập nhật trong vòng ngày mai khi mà có mở là cây xe em sẽ làm cho anh chị luôn ha nói chung cái kèo này ngon và cái này vẫn còn đào được anh chị cái này còn đào lâu nhưng mà bên cạnh đó đó là cái tốc độ nó sẽ giảm dần nha tốc độ giảm dần anh chị lưu ý cho em nha rồi đó là cái thông tin liên quan tiếp theo nữa mình sẽ vào bên cái cái Twitter nè em cho anh chị xem bởi vì tại sao cái lý do em kêu anh chị là phải đăng ký là Twitter tại vì bất cứ cái dự án crypto nào á họ cũng sẽ có một cái trang chủ Twitter cái hai là kênh Telegram ba là Discord bốn là Instagram hoặc là Facebook ha anh chị gõ cho em cái chữ là gì S E chúng ta sẽ thấy ở dưới ai cộng nó là S E I nè nhấp vào đây thì hiện tại là nó họ có 13.869 người theo dõi và có họ đang theo dõi 8 người này thôi toàn là nhân vật đình đám không anh chị nha đó rồi thì chúng ta muốn tìm kiếm cái thông tin nào thì chúng ta nên vào trên cái Twitter của họ Twitter không có thì vào cái nhóm telegram chính hoặc là cái nhóm telegram cộng đồng những cái tin nhắn đã ghim á nè anh chị thấy nha cái tên miền ở đây anh chị thấy không ạ -E com nào mới đúng của người ta nó còn cái kia là ớt aiyay.co là nó nó khác hoàn toàn đó là một cái địa muốn anh chị hang đó là em luôn nhắc cho anh chị trong cái việc mà chúng ta tham gia các dự án tránh cái việc là cam rồi ở đây chúng ta sẽ tìm kiếm cho em nào vào telegram gõ cho em cái chữ là hot anh chị sẽ thấy ha đây họ có nè chúng ta chọn là không miếu ni ha cái đầu tiên nè năm 1947 nè cái này là của nhóm cộng đồng đó, do cái máy em lắc em sẽ vào cái đường khác ha bây giờ em sẽ vào như thế này nè nó đang lắc anh chị ơi tóm lại là chúng ta phải làm như vậy chứ anh chị không có nắm rõ anh chị cứ thấy nó nhiều quá anh chị cứ làm anh rớp xong cuối cùng họ bắt chúng ta nạp tiền vào nè ở đây họ thấy nè anh chị người ta hỏi cây c này kia thì họ bảo là ngày 15 ha, tomorrow là ngày mai đó. Đó, ở đây có những cái thông tin nè. Rồi chúng ta xem những cái tin nhắn đã game phía trên nè, Business Messenger nè, đó. Họ sẽ luôn cập nhật cho anh chị. Anh chị có thể vào đây hỏi mà anh chị lưu ý cho em nè. Cái cách chúng ta nhắn tin chúng ta hỏi ấy, là chúng ta phải kiếm nào admin, chúng ta nắm đầu nó lôi nó ra. Tại vì mình là cái người sử dụng cái cộng đồng nó phải tôn trọng mình và mình cũng là cái người đang phát triển dự án của nó ha. Rồi anh chị nhấp vào cái chữ xích nè, cái trên đây nè, à, bất cứ một cái kèo nào, một cái dự án nào chúng ta nhấp vào đây, sau đó anh chị vào cái chữ là là à, member để chúng ta thấy nè, coi nào admin nào, một cái chữ admin nè, admin nè, hoặc là cái chữ founder đó, nó sẽ có những admin nhưng mà admin là bot đó nha anh chị, nó sẽ có cái chữ bot, còn admin thường thì nó sẽ là cái chữ admin hoặc cái chữ founder, rồi như này đúng không? nhớ cái tên của nó nha như cái cái, cái hình nền nè, đó. À chúng ta nhấp vào luôn xem cái tên của nó anh chị rồi xong nó vào đây tắt nó một cái đây nè rồi mình nhắn tin tôn trọng ta hay admin quản lý gì đó mình có cái gì mình cứ hỏi anh chị cứ nắm nó ra là nó trả lời nhanh còn anh chị cứ 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 nhắn bình thường á là sao ạ là người ta cũng có những người như mình thôi nó không biết nó cũng vô nó trả lời tào lao là chúng ta sẽ bị lỏng bị lọt cái thông tin bị nhiễu thông tin chúng ta sẽ không nắm gỏi nha nên là anh chị lưu ý cho em đó à, thì cái kèo này á, là thời gian tới nữa là em nghĩ nó sẽ ngon ha tổng cung ít nè nó thuộc là một cái nền tảng lớn là chuỗi chéo khi tập trung các kiểu luôn nên là anh chị không thể bỏ qua cái kèo này nha rồi thì ngoài ra cái dự án anh co hôm qua em có chia sẻ thì cái vấn đề rút là cái ga nó cao tức là chúng ta tốn rất là nhiều thì anh chị có thể rút hoặc là có thể để trên đây chúng ta kiếm mỗi ngày ha. Đó, như em thì em cũng chưa có rút luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, họ không cho họ đã đã khóa cái chức năng là 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 chuyển trên chủ nữa nè anh chị. Chức năng chuyển giao trên chủ đang được cập nhật. Việc chuyển giao phối hợp sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay ha. Thì để xem ngày hôm nay khi nào họ mở. Anh chị lưu ý nè. Chúng ta có thể vào cái bài gạch ngang phía trên bên phải. Ngoài của cái việc mở hộp kho báo nhận anh coi chúng ta còn có nữa nè. À chúng ta giải những câu đố trong ngày. Chúng ta có cái bảo phiếu. Hang rồi chúng ta có những cái bài viết mới nhất nè, rồi trả lời câu hỏi, nói chung là mỗi cái á mỗi cái á sẽ có một cái uh, số lượng anh coi chúng ta nhận được nhất định nhưng mà kèm theo đó là cái nhiệm vụ nó sẽ khó hơn ha. Ở đây em nhấp một cái chữ lộ trình cho anh chị xem. Cái đồng này mà nó tương lai nó sẽ trở thành cái meme con đó anh chị, khá là ngon đó nha. Ở đây cái lộ trình của họ nè anh chị xem nè nè 100 phần trăm là họ đã thành công rồi ha rồi chúng ta xem nè đó thì nếu mà nhìn tổng quan thì họ hoàn thành khoảng là 30 40 phần trăm rồi đó thì cái chúng ta bây giờ chúng ta cứ việc mà nhận mỗi ngày đi ha để sau này chúng ta không còn cơ hội nhận được nhiều đó đâu anh chị cái này em thấy nó khá là ngon này nha đó nè danh sách Uniswap đã hoàn thành hiện đang giao dịch là ok đúng rồi đó cầu chuyên cầu xuyên chuỗi đang thực hiện gà qua gà sót bảo mật thì mấy cái này chúng ta chào anh chị nha ok thì thông tin em cập nhật chỉ như vậy thôi vấn đề là cái 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 dự án ship này cái thứ nhất là chúng ta chỉ đào được trên web và trên apk đào solo một ngày rất là ít thôi không có nhiều cái thứ hai nữa là nó chạy trên cái mạng tron trc 20 cái thứ ba nữa nó không có làm android trên telegram cũng như là không có uh, trên các nền tảng khác đâu đó, anh chị muốn mà tìm hiểu thì phải nghĩ cho kỹ nha rồi em xin phép dừng cái video nha mọi người